Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Các bạn ơi, hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng xuất kênh YouTube ra khỏi cái điện thoại của mình như thế nào. Thì có rất là nhiều bạn chưa biết cách đăng xuất cái kênh của mình ra khỏi điện thoại. Ví dụ trong cái trường hợp các bạn mới mua một cái điện thoại mới, các bạn muốn đăng xuất cái kênh của mình ra khỏi cái điện thoại cũ và chuyển sang cái điện thoại mới, hoặc vì một lý do nào đấy các bạn muốn đăng xuất cái kênh của mình ra khỏi cái điện thoại, thì các bạn ví dụ như thế này, Yến sẽ các bạn không làm được ấy, vì nó cái giao diện mới nó thay đổi, nó không giống như trước đây nữa. Ví dụ Yến sẽ mở cái kênh của mình ra, ở đây Yến sẽ vào cái ứng dụng YouTube. Ở đây là cái ứng dụng YouTube này, Yến sẽ mở cái ứng dụng YouTube ra. Rồi khi mở cái ứng dụng YouTube thì nó sẽ có cái giao diện như thế này đúng không? Ở phía trên này là cái kênh của mình, Yến sẽ bấm vào kênh, bấm vào cái khuôn mặt của mình. Yến sẽ bấm vào cái mũi tên ở đây, cái mũi tên chữ Yến Tân An này, Yến sẽ bấm vào cái mũi tên này này. Ở đây thì nếu mà trước đây thì nó sẽ hiển thị lên cái nút đăng ký, hoặc là Yến sẽ bấm vào cái nút xuất, đăng xuất ấy. Bây giờ Yến sẽ bấm vào cái chữ quản lý tài khoản này. Đấy, thì trước đây cái giao diện cũ thì nó sẽ hiển thị lên ở đây là cái nút đăng xuất ra khỏi cái kênh của mình. Nhưng mà bây giờ thì nó không có, nó hiển thị những cái ứng dụng như thế này, nó không hề có cái nút đăng xuất. Vì thế các bạn không biết là làm thế nào để mình đăng xuất ra khỏi cái kênh của mình. Đấy, ở đây nó cũng không có, mình tìm ở trên này nó cũng không có cái nút đăng xuất nào cả. Thì các bạn hãy làm như sau, các bạn hãy thoát ra khỏi cái kênh của mình này, các bạn quay về màn hình chính. Đây, các bạn quay về màn hình chính. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào cái phần cài đặt của điện thoại ở đây. Các bạn mở nó ra, mở cái phần cài đặt ra. Ở đây các bạn sẽ tìm cho Yến cái chỗ ứng dụng ấy. Các bạn kéo nó lên cái chỗ quản lý ứng dụng, các bạn sẽ tìm đến cái hàng quản lý ứng dụng. Nó quản lý tất cả những cái ứng dụng trên điện thoại của mình, các bạn bấm vào đây. Rồi ở đây thì các bạn sẽ kéo lên, các bạn tìm kiếm cái ứng dụng YouTube cho Yến. Thì các bạn kéo lên đến đây, mình không kéo được nữa, bởi vì là nó bị ẩn. Thì các bạn sẽ nhìn lên phía trên cái chỗ danh sách ứng dụng này này, hiển thị các tiến trình hệ thống, ở đây thì nó ẩn một phần. Vì thế các bạn bấm vào cái hàng chữ xanh xanh này này, cái chữ xanh này để nó hiển thị tất cả những cái ứng dụng trên điện thoại của mình, các bạn bấm vào đây. Rồi ở đây này thì nó ra rất là nhiều những cái ứng dụng trên điện thoại của mình, các bạn kéo nó lên. Các bạn kéo nó lên, các bạn tìm kiếm cho Yến cái ứng dụng YouTube. Đây, kéo lên rất là nhiều cái ứng dụng. Ở đây này các bạn sẽ thấy cái YouTube, cái ứng dụng YouTube ở đây. Các bạn bấm vào đây. Bấm vào cái ứng dụng YouTube này. Ở đây thì nó sẽ ra cái ứng dụng YouTube như thế này. Các bạn bấm vào cái chỗ sử dụng lưu trữ này này. Bấm vào cái ô đầu tiên là sử dụng lưu trữ. Ở đây nó có 169 MB. Ở đây thì khi bấm vào thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó có hai cái phần, hai cái bộ nhớ. Thứ nhất là bộ nhớ chính ở trên này, thứ hai là bộ nhớ cache, đây là bộ nhớ phụ. Thì các bạn sẽ xóa hai cái bộ nhớ này, và các bạn không cần phải lo lắng, bởi vì xóa bộ nhớ ở đây là cái bộ nhớ trong cái ứng dụng YouTube, chứ nó không ảnh hưởng gì đến kênh của các bạn, hay là đến video, hay là đến cái thời lượng xem. Nó không ảnh hưởng và nó không bị xóa. Mình xóa dữ liệu là dữ liệu trong YouTube, chứ không phải là dữ liệu trong kênh của mình. Vì thế là cái kênh của các bạn, nó các video nó vẫn bình thường, và cái thời lượng, cái người đăng ký, nói chung là những cái video nó không bị xóa, vẫn bình thường. Các bạn xóa thứ nhất. Bây giờ mình sẽ xóa bộ nhớ cache. Mình sẽ bấm vào cái chữ xanh xanh này. Mình sẽ bấm vào cái chữ xanh này. Đấy, thì mình sẽ xóa nó về 0 byte rồi. Tiếp theo, xóa dữ liệu, các bạn bấm vào cái chữ xanh này tiếp. Đây là 5,1 MB này. Bây giờ mình sẽ xóa. Ở đây thì nó sẽ hiển thị lên là hệ thống sẽ xóa đỏ, bỏ vĩnh viễn và không hoàn tất lại. Các bạn bấm vào cái chữ xóa này. Các bạn yên tâm là các bạn bấm vào chữ xóa đây. Thì lúc nãy là 5,1 thì bây giờ còn không nữa. Cái dữ liệu phía trên cái kênh của mình thì nó vẫn nguyên. Cái video nó vẫn nguyên, nó chỉ xóa một phần cái dữ liệu của cái kênh. Vì thế nó không ảnh hưởng gì đến cái video của mình. Rồi bây giờ khi các bạn đã xóa cái chữ này, nó mờ như thế này, nó màu xanh, nó nhạt rồi, tức là mình đã xóa trở về số 0 rồi. Bây giờ các bạn sẽ thoát nó ra.
Rồi bây giờ các bạn về quay lại, các bạn vào cái ứng dụng, mở cái kênh của mình ra, mở kênh YouTube của mình ra. Các bạn mở kênh của mình ra này. Các bạn mở kênh của mình ra. Đây là cái kênh của Yến đúng không? Đây là cái kênh của Yến này. Đây là cái kênh của Yến. Bây giờ Yến sẽ bấm vào cái mặt, cái ảnh đại diện kênh của mình ra. Đấy. Thì bây giờ Yến sẽ bấm vào cái mũi tên này này. Mũi tên này. Yến sẽ bấm xem là có cái nút đăng xuất chưa nhé. Mình bấm vào đây. Rồi ở đây thì nó sẽ hiển thị lên, các bạn thấy này, cái kênh của Yến Tích V, Yến đang hiển thị trên cái kênh của mình. Phía dưới cùng là các bạn sẽ thấy cái nút đăng xuất ở đây này. Đấy. Các bạn sẽ thấy cái nút đăng xuất ở phía dưới kênh của bạn và đăng xuất, có nghĩa là bây giờ nó đã hiển thị lên cái nút đăng xuất rồi. Bây giờ mình bấm vào đây thì mình sẽ đăng xuất ra khỏi cái kênh của mình. Bây giờ Yến sẽ bấm cái nút đăng xuất này này. Đăng xuất. Rồi thì nó sẽ đăng xuất ra khỏi cái kênh của mình. Đây rồi này. Nó đăng xuất ra khỏi cái kênh của mình rồi. Bây giờ kênh của mình không có ở trên điện thoại này nữa đâu ạ. Vì thế các bạn có thể là đăng nhập cái tài khoản Google của mình ở cái điện thoại khác, tức là đăng nhập cái kênh của mình ở cái điện thoại khác được rồi. Đấy, đấy là cái cách đăng xuất kênh YouTube ra khỏi cái điện thoại. Và hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Và nếu các bạn thấy cái video này của Yến hay, hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.